chỉ có Ten Hag mới đủ sức làm lumer Ruben Amorim trong ngày được Manchester United công bố. Bằng một bức tâm thư đầy chân thành, thầy mười khó tạo ra cảm xúc trái ngược nơi nhiều fan quỷ đỏ. Tất nhiên là tình hình của các đội bóng lớn trước loạt trận cuối tuần sẽ được nhắc đến với những chuyển động tại Man City và Arsenal. Ngoài ra, chuyện Real Madrid muốn chiêu mộ đương kim quả bóng vàng Rodri cũng xuất hiện trong clip hôm nay. Không để mất thêm thời gian của các bạn, chúng ta hãy bắt đầu bản tin ngay bây giờ. Ten Hag gửi tâm thư cảm động. Cảm ơn các cổ động viên đã luôn ở bên tôi và câu lạc bộ. Dù là trận cầu xa nhà hay cuộc đấu khó khăn tại Old Trafford, sự ủng hộ của mọi người vẫn không gì lay chuyển được. Ten Hag đã bắt đầu bức tâm thư của mình gửi đến fan Manchester United bằng những lời đầu cảm động. Trong ngày mà đội bóng cũ công bố thuyền trưởng mới, ông thầy 54 tuổi chọn cách viết ra tâm thư từ quê nhà Hà Lan để cảm ơn người hâm mộ quỷ đỏ. Như chính Ten Hag đề cập trong văn bản, danh hiệu FA Cup và cúp liên đoàn cùng với sự ủng hộ của các fan là điều quan trọng nhất đọng lại sau hơn 2 năm gắn bó. Ruben Amorim muốn Manchester United bổ sung hai tân binh. Một triều đại mới bắt đầu ở Manchester United khi quỷ đỏ chính thức công bố tân huấn luyện viên Ruben Amorim. Bản thân chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng nhắm sẵn hai ngôi sao muốn mang về Old Trafford trong phiên chợ đông. Với vị trí hậu vệ trái mà ông lớn Premier League đã thiếu vắng suốt thời gian qua, ông thầy 39 tuổi quan tâm đến cái tên Ryan Anuri của Wolverhampton. Ở góc độ khó được duyệt chi hơn thì tiền đạo Victor Gyökeres được coi là sự bổ sung cho hàng công Manchester United. Bản thân chân sút 26 tuổi đang là học trò của Amorim tại Sporting Lisbon và gây ấn tượng mạnh với 20 bàn thắng cùng với 4 kiến tạo kể từ đầu mùa. Tuy vậy, sau một phiên chợ hè đã bạo chi theo yêu cầu của Ten Hag, chưa chắc quỷ đỏ đã có thể chi tiêu mạnh tay vào tháng riêng. Real Madrid săn đuổi Rodri. Việc bị làng túc cầu chế giễu vì những ồn ào xung quanh lễ trao giải quả bóng vàng rõ ràng không phù hợp với vị thế ông lớn của Real Madrid. Do vậy, chủ tịch Florentino Perez đang muốn thực hiện một thương vụ đình đám để lấy lại thanh danh cho kiền kiền trắng. Được biết, mục tiêu mà vị doanh nhân quyền lực nhắm đến không phải ai xa lạ, mà chính là đương kim quả bóng vàng Rodri. Nếu hoàn thành, đây không chỉ là bản hợp đồng hoàn hảo về mặt hình ảnh, mà còn vô cùng giá trị trên khía cạnh chuyên môn. Cũng phải nói thêm rằng, tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn đang trì hoãn việc ký hợp đồng mới cùng với Man City do lo ngại huấn luyện viên Pep Guardiola ra đi vào cuối mùa. Do vậy, tồn tại xác suất Real Madrid đưa Rodri về sân Bernabeu ngay hè 2025. Man City khủng hoảng lực lượng trước trận gặp Bournemouth. Là tập thể dẫn đầu giải ngoại hạng, nhưng Manchester City đang đối diện với cơn bão chấn thương vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí là theo các tính toán mới nhất, huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ còn trên dưới 12 cầu thủ từ đội 1 để chuẩn bị cho cuộc đấu với Bournemouth vào cuối tuần này. Gần như chắc chắn vài sao mai từ học viện sẽ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu vào tối thứ Bảy. Rõ ràng thử thách của nhà đương kim vô địch Premier League đang là rất lớn khi mà Arsenal cùng với Liverpool cực kỳ quyết tâm trong việc đeo bám The Citizens. Sancho tiếp tục mất tích ở Chelsea. Chuỗi trận vắng bóng của Sancho tại Chelsea được nâng lên con số 4 khi mà cầu thủ sinh năm 2000 không ra sân trong đại chiến Man United đêm Chủ nhật. Nguyên nhân xuất phát từ việc cho đến hiện tại, chân sút người Anh vẫn là người của quỷ đỏ và chỉ được cho mượn tới The Blues. Thế nhưng kể cả không có chi tiết trên, Sancho cũng chẳng thể thi đấu do đang bị ốm. Tuy nhiên, đây là thông tin nhận được sự nghi ngờ do cánh phóng viên ghi nhận việc Sancho cười đùa bình thường trên sân tập cách đây vài ngày. Thậm chí đã xuất hiện tin đồn về việc ngôi sao 24 tuổi lại dở chứng và đang chịu sự trừng phạt từ Enzo Maresca. Arsenal có cặp trung vệ mạnh nhất trước Newcastle. Nỗi lo về tình hình lực lượng của Arsenal phần nào qua đi khi mà trung vệ Gabriel Magalhaes quay lại tập luyện chỉ một tuần sau khi dính chấn thương. Bên cạnh đó thì án treo giò của William Saliba cũng chấm dứt sau cuộc đụng độ với Liverpool. Vì vậy, pháo thủ sẽ có cặp đôi trung vệ mạnh nhất trong trận đấu với đối thủ khó chơi Newcastle. Rõ ràng trong bối cảnh đang kém ngôi đầu của Man City tới 5 điểm, thầy trò Mikel Arteta cần mắc ít sai sót nhất có thể nếu còn muốn đua tranh chức vô địch. Cầu thủ Manchester United chào đón Ruben Amorim. Chẳng phải truyền thông mà chính các cầu thủ mới là người chịu nhiều tác động nhất khi quỷ đỏ thay tướng. Hiện tại thì phản ứng ở phòng thay đồ sân Old Trafford là khá tích cực với đại diện tiêu biểu là Marcus Rashford. Theo báo chí Anh Quốc, chân sút 27 tuổi kỳ vọng ông thầy mới sẽ giúp mình hồi sinh sự nghiệp sau chuỗi ngày khó khăn.
ở chiều hướng công khai hơn, Bruno Fernandes cùng với nhiều đồng đội đã ấn like bài post công bố Ruben Amorim trên trang chủ của đội bóng. Tất nhiên, để tìm được thành công ở sân Old Trafford, chiến lược gia 39 tuổi cần phải nhận lại sự tin tưởng từ dàn sao trong đội. Barcelona tạo nên kỳ tích tại La Liga. Vừa đại thắng Real Madrid và sự thăng hoa của Barca đã đem đến thành quả trên khía cạnh cá nhân. Trong vòng 3 tháng liên tiếp từ tháng 8 đến tháng 10, giải thưởng cầu thủ hay nhất La Liga đều về tay các chân sút thuộc biên chế Blaugrana. Lần lượt Rafinha, Lamine Yamal cùng với Lewandowski nhận vinh danh là đầy minh chứng rõ ràng nhất cho sự mát tay của Hansi Flick. Bản thân ông thầy người Đức cũng được bầu làm huấn luyện viên của tháng và còn gây ấn tượng bằng một hành động tinh tế. Cụ thể là khi được nhận kỷ niệm chương từ ban tổ chức giải, thuyền trưởng của Barcelona lập tức chia sẻ vinh dự với dàn trợ lý và cùng họ thực hiện chung một bức hình. Dường như Hansi Flick muốn giữ sự gần gũi cùng với các chiến hữu và đây là chi tiết có lợi cho Barca. Brazil không triệu tập Neymar. Do lo sợ Neymar chưa đảm bảo yếu tố thể lực nên đội tuyển Brazil quyết định không triệu tập ngôi sao 32 tuổi trong lần hội quân tháng 11. Đây là đề xuất được chính câu lạc bộ Al Hilal đưa ra vì họ lo sợ cầu thủ sinh năm 91 có thể tái xuất chấn thương trong giai đoạn nhạy cảm. Vì vậy, Neymar cần kiên nhẫn để chờ ngày trở lại phục vụ tập thể quê hương. Bên cạnh đó thì báo chí cũng chú ý đến chi tiết huấn luyện viên Dorival Júnior bỏ qua thần đồng Enrique của Real Madrid. Theo chia sẻ từ chính thuyền trưởng Ken Ken Trắng, việc thi đấu quá ít tại Bernabeu khiến Sao Mai 18 tuổi không được triệu tập. Đây chính là điều mà giới mộ điệu lo ngại khi Enrique không có cửa cạnh tranh suất đá chính tại Ken Ken Trắng. Thậm chí là trong vài cuộc đấu gần đây, huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng chẳng tung cậu học trò trẻ tuổi vào sân từ băng ghế dự bị. Kylian Mbappe muốn thâu tóm AS Monaco. Ngoài tập trung vào chuyên môn thì Kylian Mbappe cũng rất chú trọng đến việc đầu tư. Thậm chí là thủ quân của đội tuyển Pháp từng nghiên cứu chuyện thâu tóm cổ phiếu của đội bóng cũ Monaco. Tuy nhiên hoạt động trên quá tốn kém nên chân sút sinh năm 1998 đã chuyển hướng rót tiền vào câu lạc bộ KN. Với việc sở hữu đa số cổ phần tại tập thể nước Pháp, Kylian Mbappe hiện đã nắm quyền chi phối ở đội bóng xứ Lục Lăng. Wesley Snyder nói về quả bóng vàng 2010. Những tranh cãi xung quanh lễ trao giải quả bóng vàng 2024 làm nhiều người liên tưởng đến trường hợp ồn ào không kém vào năm 2010. Là nhân vật chính trong sự kiện trên, Wesley Snyder nhẹ nhàng cho biết: "Tôi đã bị cướp mất quả bóng vàng năm 2010, nhưng thành thật mà nói thì tôi vui hơn khi mọi người vẫn nói về nó sau 14 năm." Nhiều ông lớn quan tâm Achraf Hakimi. Mẫu hậu vệ cánh toàn năng như là Achraf Hakimi là hàng hot của thị trường chuyển nhượng. Theo Fichais, cả Liverpool, Man City và Real Madrid đều đã bày tỏ sự quan tâm đến việc ký hợp đồng với ngôi sao người Maroc. Cũng phải nhắc lại chuyện cựu cầu thủ Inter Milan có mối quan hệ rất tốt với Kylian Mbappe, thế nên Kèn Kèn Trắng sẽ có thêm lợi thế trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, Paris Saint-Germain cũng không hề muốn đánh mất trụ cột hàng thủ và sẵn sàng trao cho Hakimi bản hợp đồng mới cùng với mức đãi ngộ được cải thiện. Vì vậy, tương lai của cầu thủ sinh năm 1998 vẫn sẽ là ẩn số trong thời gian tới. Athletic Bilbao muốn gia hạn cùng Nico Williams. Thành công giữ chân Nico Williams khỏi sự trèo kéo của Barcelona, nhưng Athletic Bilbao còn muốn nhiều hơn thế. Theo nhiều nguồn tin, đại diện La Liga muốn gia hạn với tuyển thủ La Roja ngay trong mùa giải này bằng một bản hợp đồng mới với mức lương được cải thiện. Ở chiều đối diện thì Barca sẵn sàng quay lại theo đuổi Nico Williams, nhưng chỉ chấp nhận chi tối đa 60 triệu euro để phá vỡ giao kèo của nhà vô địch Euro 2024. Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Loạt trận cuối tuần đã đến và người hâm mộ đang chờ đợi những diễn biến mới trong các cuộc đua vô địch. Do đó đừng quên quay lại đây vào ngày mai để biết được những cập nhật nóng nhất về nhiều tập thể lớn cùng với các ngôi sao đình đám. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!